bây giờ không phải là giả vờ ngủ sao vài giây nữa trôi qua cố thập nhất mới từ bỏ ý nghĩ này đêm như khói vốn không giả vờ ngủ ngủ như một thằng ngốc miệng còn chảy nước miếng nếu để người khác nhìn thấy hình tượng nữ tổng giám đốc này còn không tôi sợ để người ta biết ngay cả cái tên cô gái xinh đẹp tinh tế số cũng biến mất bộ dáng của vận động viên này rất dễ thương văn phòng lớn quá sao không đi ngủ ngủ bên cạnh mình có muốn thơm hơn một chút không lát nữa đêm như khói liền bắt đầu nói chuyện trong giấc ngủ Lần này bạn không được thích cô gái khác. Đừng từ chối tôi nữa, được không? Câu chuyện vừa rõ ràng nghe thấy, mình thầm cười, không quan tâm quá nhiều, không đồng ý cũng không phủ nhận. Cho đến khi đêm như khói thức dậy thì ngáp một cái. Mở mắt mới phát hiện, bởi vì chuyển động ngủ rất lớn. Lúc này đã đẩy cố thập nhất vào góc tường rồi. Cố thập nhất xin lỗi. Cố thập nhất nhìn bộ dạng cô cúi đầu nhận nhầm, cười rồi xoa xoa đôi mắt của trái tim, sau đó đêm như khói nhanh chóng rời đi. Thời gian đến một giờ trước khi tan làm, bởi vì câu chuyện một phải làm thêm giờ. Vì vậy, những người khác đã rời đi lúc 5 giờ, chỉ còn lại người vợ lý tưởng, cậu còn trẻ, gặp được cơ hội thì phải nắm lấy. Chủ động hơn, phần đời còn lại không cần cố gắng nữa. Cái này là cái gì? Tôi có hàm răng xấu, không ăn được cơm mềm, người thanh niên này nằm. Lý tưởng thấy anh ta không thể gọi được như vậy. Chỉ có thể lắc đầu đi thôi, còn trẻ không biết quen bà giàu. Đến 6 giờ, cô ta giữ tôi đến 6 giờ chắc chắn không? Phải là chuyện tốt, tôi phải chạy. Chạy nhanh thôi, tình yêu không bao giờ đổi kịp chính mình. Ha ha ha. Câu chuyện vừa đến tầng hầm thì chuẩn bị về nhà, thấy Diệp Như Yên đi tới. Cố thập nhất tại sao lại đi vội như vậy? Chẳng lẽ là cố ý trốn tránh ta sao? Hắn luôn chờ đợi con thỏ. Nhà tôi có việc. Về gấp. Đen như khói mỉm cười sống lại gần một bước. Cậu làm gì thế? Ta làm rồi, ở đây không có ai chúng ta không nên làm gì đó với nhau sao điều này không nên từ miệng đàn ông à chăm sóc cố thập nhất bảo vệ cơ thể để trêu chọc bạn nhân tiện làm thế nào bạn về nhà sống ở đâu cưới xe điện phiên bản giới hạn của tôi về nhà không còn sớm nữa bạn cũng mau về đi cố thập nhất bắt đầu quan tâm đến tôi rồi ngay khi câu chuyện chuẩn bị rời đi xe của tôi hết xăng rồi cho nên có thể phiền bạn đưa tôi về nhà không sao vậy làm sao có thể? Trước đây tôi còn nhìn cô lái xe. Cố thập nhất nếu bạn không tin, bạn có thể đi xem. Sau đó đi theo đêm như khỏi đến bên cạnh xe. Cố thập nhất muốn xem xe của anh ta còn lại. Bao nhiêu sao? Cái nhìn này thật sự là một cái không lên được. Gần đây xe cháy dầu quá nhanh. Không mở được một lát thì hết xăng rồi. Cho nên cố thập nhất bất đắc dĩ. Nhìn vào mắt cô ấy. Thảo nào trước đây qua cửa sổ. Tôi thấy cô ta lái xe ra ngoài cho nên quá trình có lẽ là cố ý đi vòng quanh một vòng tròn lớn, vừa vặn tiêu thụ nhiên liệu đến ánh sáng vàng mới lái về. Chắc là như vậy. Không thể trùng hợp như vậy được, cô ấy thật sự rất vất vả. Đêm như khói bị nhìn chằm chằm có chút chuột dạ. Bây giờ giá dầu đắt quá, thằng khốn này. Mặc dù không liên quan gì đến tôi, vậy bạn có thể bắt taxi về hoặc là gọi người khác đến đón bạn, không ăn vụ này của bạn. Đưa cô về, chắc chắn phải làm gì đó trên đường đi. Câu chuyện quay đi đen như khói lại ôm lấy cánh tay của hắn Làm ơn giúp tôi cố thập nhất anh trai ngươi có lòng nhận tâm nhìn nhà con gái ta một mình đêm đi taxi về nhà sao thật tàn nhẫn nên cố thập nhất bất đắc dĩ nhưng nhà tôi sống ở thành phố đại học chúng ta không tiện đường ôi thật là trùng hợp chỉ cần nói chúng ta có duyên sao tôi cũng sống ở thị trấn đại học cố thập nhất lần này một chút hy vọng cuối cùng cũng không có một cái búa trên thực tế có rất nhiều cách để ngăn chặn việc đi bộ đêm như khói chỉ là vĩnh viễn không đánh thức được một cái giả ngủ thiếu nữ trên đường sao không báo cảnh sát? Tôi cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Đêm như khỏi giống như là tiếp nhận đại ca ca, cô bé tẳng kẹo. Mặt đầy sao nếu không bạn buông tay? Không cẩn thận ngã xuống, tôi còn phải chịu trách nhiệm nữa. Cứ như vậy ông chặt hắn. Mặt trên lưng, nói gì cũng không buông ra nữa. Đánh chết không lòng lẻo. Hum, màu sắc của hai người là cùng nhau, giống như một khung cảnh tuyệt đẹp. Dọc đường thu hút sự chú ý của vô số người. Mặc dù là đêm, nhưng họ vẫn là những cô gái xinh đẹp. Khi còn học mẫu giáo đã từng ly hôn với vợ một lần, nói hắn tiểu tử quá sữa, thể hiện bản thân thích chị gái trưởng thành hơn. Cô gái khóc ngay tại chỗ, nói khi lớn lên anh ấy nhất định phải để tôi nhìn kỹ. Kết quả 10 năm sau mới vào làm việc, anh ta nhảy dù xuống công ty chúng tôi, nữ tổng tài mới. Xong rồi, anh ấy sẽ không mang giày cho tôi chứ. Nửa giờ sau tập tiếp theo, hai người đến gần thành đại học. Chợ đêm gần đó thu hút ánh mắt như khói đêm. Cố thập nhất ở đây có một quầy hàng thực phẩm, rất sôi động. Chúng ta có thể vào ăn chút gì đó rồi quay lại không? Tôi đòi quá. Không đi không, lúc này chỉ muốn nhanh chóng về nhà chơi game. Không muốn đi chơi với bạn gái của anh ấy đâu có trò chơi gì hay đâu. Tôi cũng không thiếu bạn gái. Cho nên không cần được không? Cố thập nhất người ta đói bụng. Chắc anh cũng đói rồi. Cùng đi ăn một bữa nhé. Đêm nhanh như khói, giọng nói của manh manh. Lướt sóng ở trái tim của cố thập nhất. Cuối cùng cố thập nhất đành phải bất đắc dĩ. Vào chợ đêm thành phố đại học. Ôi, mông nhỏ ngồi mệt rồi. Một lúc sau hai người đi vào quán ăn. Ngon quá, ôi, oh, đó là chất lòng đậu phụ hồi thối. Cố thập nhất tôi rất muốn ăn, bạn có thể mua cho tôi không? Tiền lương tháng này của đại quách bạn vẫn chưa gửi đâu. Vậy hả? Elipay thanh toán 100.000 nhân dân tệ. Có thể mua đồ ăn ngon cho tôi không? Mượn cái hư. Lát nữa trả lại cho anh ta số tiền thừa đi theo yêu cầu của đêm như khói đặt hai phần đậu phụ hôi thối cần chiên hai người bắt đầu chờ đợi đại tiểu thư như ngươi còn thích ăn cái này tất nhiên chị em tôi rất thích ăn và đây là bí mật giữa hai chúng ta đừng nói với thư ký của tôi nếu không anh ấy sẽ báo cáo với bố mẹ tôi họ biết họ sẽ đánh tôi một lần nữa cố thập nhất dường như nắm được bí mật nhỏ của cô ấy bạn yên tâm 8 giờ sáng mai tôi sẽ nói với thư ký bạn lừa dối không được nói này này không được sao cố thập nhất là tốt nhất chẳng bao lâu nữa đậu phụ hôi thối đã sẵn sàng ngon lắm cố thập nhất sao bạn không ăn đen như khói trở lại tinh thần mới phát hiện cố thập nhất ánh mắt ngờ ngác nhìn chằm chằm vào mình xin lỗi ngay lập tức xem cảnh đáng yêu này đi đột nhiên mắt trí rồi đen như khói đầy trái tim tiêu diệt hết miếng này đến miếng khác thời gian một giọt mỡ vô tình rơi xuống đùi dính dính làm cho lá như khói có chút khó chịu cố thập nhất bạn có thể giúp tôi lau dầu mỡ trên chân không không hay đâu cố thập nhất nhìn vào mắt cô ấy nhưng không tìm ra ý nghĩa của mình ngươi không phải có tay sao tự lau nhưng anh xem tôi có gì trong tay bất đắc sĩ cố thập nhất chỉ có thể lấy khăn giấy ra gần như một khoảnh khắc tiếp xúc cố thập nhất cảm thấy thân thể như khói đêm có vẻ thông minh một chút giống như bị điện giật sau khi lau sạch cố thập nhất ngẩng đầu lên lại thấy cô ấy đỏ mặt hai người tiếp tục đi về phía trước Đến gian hàng tôm hùm nhỏ cay. Ô wow, ô, tôi thích nhất là tôm càng cay. Trên bàn còn có rất nhiều chậu nhỏ. Đóng gói tôm càng tươi theo khẩu phần, đen như khỏi thấy vui, rồi đưa ngón tay vào chậu. Bình thường cô ta có dũng cảm như vậy không? Đúng như mong đợi. Ôi đau quá. Đêm như khói quay lại, câu chuyện một tôi thấy một con tôm hùm nhỏ, treo trên ngón tay cô ta. Ha ha, vui vẻ nhé, cố thật nhất nhẹ nhàng dùng tay kéo tôm càng ra, đau quá. Chỉ là bị kẹp một chút thôi khóc như một đứa trẻ. Cô bé ngoan thật sự rơi nước mắt, quần mắt đỏ hết rồi. Bạn có thể thấy rõ trên da có vết đỏ, gần như vỡ da rồi. Vì vậy, cố thập nhất giống như xem một kẻ ngốc nhỏ, lấy ngón tay của hắn, cảm nhận sự ấm áp. Đen như khói, lập tức không cảm thấy đau nữa, mặt nhỏ đỏ mặt nhìn cố thập nhất. Đừng hiểu lầm tôi, tôi chỉ không mang theo dụng cụ hỗ trợ, nhưng nước bọt có thể cầm máu ở một mức độ nhất định. Hi hi, thập nhất của nhiên là quan tâm đến tôi. Cố thập nhất cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Ông chủ, tôi muốn bốn phần tôm hùm. Sau khi hai người ngồi, đen như khói nhìn ngón tay bị hắn ngậm. Suy nghĩ, dần dần cắn môi, có vẻ như đang nghĩ điều gì đó kỳ lạ. Bốn phần tôm hùm nhỏ sẽ sớm lên bàn. Đen như khói nhanh chóng đeo găng tay vào, rồi bắt đầu bóc vỏ tôm bất cần để nếm thử. Các ngươi cắn ta, ta cũng muốn cắn các ngươi. Câu chuyện một đôi tôm hùm cũng không hứng thú, còn phải lột vỏ quái rắc rối nữa. Chỉ nhìn đen như khói ăn, Mặc dù ăn uống có chút hào hoa, nhưng mà người đẹp ăn cái gì cũng rất đẹp. Nghe nói con gái chỉ có không đối xử với nhau như người ngoài, mới ăn bất kể hình tượng. Thật sao? Đen như khói ăn mấy cái liền bắt đầu lột vỏ tôm. Sau đó cho thịt đã bóc xong vào bát. Rất cẩn thận. Cô ta đang làm gì vậy? Rất nhanh thì tôm mòn chất thành một bát đầy. Cậu làm gì thế? Cho bạn, không. Tôi sẽ tự bóc ra. Ăn đi. Ăn xong mau đi. Cô gái này thật là có tâm. Không được, cái này là do tôi tự bỏ tiền mua. Bạn phải ăn xong, vậy để tôi cho bạn ăn. Nhặt một miếng thịt tôm nhỏ vào miệng cố thập nhất. Nước miếng dính vào khóe miệng, cố thập nhất là không ăn cũng phải ăn. Được không? Không cần nữa, ăn đi, bạn không ăn thì tôi cứ dơ lên hừ. Cố thập nhất bắt hắn không có cách nào. Tiếp theo dưới màn đêm như khói thức ăn. Một bát thịt tôm không còn mấy cái. Bên cạnh rất nhiều người đều nhìn ánh mắt ngưỡng mộ ngoài giá trị màu sắc của tôi còn tệ hơn ở đâu bỗng nhiên câu chuyện nhìn thấy bên ngoài xuất hiện một cảnh tượng chói mắt đó là hai cô gái xinh đẹp mặc lụa đen đi ngang qua điều này làm cho câu chuyện không khỏi xem thêm một chút không phải vì họ đẹp nhưng những cô gái này trông vẫn còn là sinh viên mặc lụa đen vừa rồi anh chàng đẹp trai đó đang nhìn chúng tôi không đâu dù sao thì chúng tôi cũng đẹp như vậy nhưng anh ấy đẹp trai quá giống như thái khôn đừng nói nhảm nữa anh trai kia rõ ràng còn đẹp trai hơn khôn khôn. Bạn có thích xem không? Vậy ngày mai tôi đi làm cũng mặc lụa đen. Lợi ích của công ty này hơi cao, không được phép mặc. Tại sao? Dù sao cũng không được phép mặc. Không có lý do, hắn mới 18 tuổi mặc như vậy cho mình xem. Bị nhiều đồng nghiệp nhìn thấy như thế nào? Đúng vậy, được rồi. Một lát sau, bên cạnh không xa, có một cặp vợ chồng đang cho nhau, hôn bằng miệng, trà siêu ngọt. Thập nhất bạn xem cặp đôi bên kia thật ngọt ngào chúng ta không uống trà sữa như họ được không lần này câu chuyện nói gì cũng khác em đã nói đó là chuyện giữa các cặp đôi mà tôi không chán thế đâu cậu sẽ không bao giờ tìm được bạn gái đâu sau khi bị từ chối đêm như khói là hung dữ là hung dữ cuối cùng càng nghĩ càng tức giận vì vậy cô ta nhanh chóng đập vào ngực cố thập nhất sợ bị bắt quay lưng bỏ chạy không ngờ quay người lại lại bị một viên đá vấp ngã rõ ràng là phải tiếp xúc gần với mặt đất cố thập nhất nhanh tay liền ôm đỡ lấy cô ấy sau đó thân hình nhỏ nhắn đạp một tiếng trong vòng tay, bị nữ tổng tài sủng ái là loại kinh nghiệm gì? Có rất ít thiên tài được mọi người săn đón. Nữ sinh trung học bị người đàn ông này từ chối, kết quả 5 năm sau mới vào làm, thiếu nữ lại thành nữ chủ tịch công ty. Chuyện này kết thúc rồi, cô ta sẽ không mang giày cho tôi chứ? Tiếp theo. Làm tôi sợ. Cảm ơn, Như Khói, bạn làm gì? Ông thêm một chút nữa không? Không được, ông mắc thành thể thống gì? Nhanh tay đừng, cuối cùng hai người tách ra rồi không bao giờ tách ra, đen như khói đều trực tiếp muốn chui vào trong quần áo của hắn. Khi ăn uống no để rời đi, rồi đột nhiên trời bắt đầu mưa, giờ thì tốt rồi. Nếu bị cảm lạnh thì sao? Hôm thì biết nói tôi. Mưa càng lúc càng to, đen như khói vội vàng nắm lấy tay cố thập nhất. Chạy về phía bãi xe. Đến bãi xe, mưa tạnh rồi, bạn đến nhanh đi cũng nhanh, tôi sẽ đưa cô về nhà. Về nhà thì lập tức đi tắm, không có danh sách, nghe không? Thập nhất tôi lạnh. Bạn có thể ôm tôi trước một chút không? Tôi thật sự không có cách nào với bạn. Cố thập nhất bất đắc dĩ sờ đầu cô ấy. Trong vòng tay. Đen như khói chậm rãi ngẩng đầu nhìn cố thập nhất. Chia thành dần dần trở nên hơi lạ. Thập nhất có thể thưởng cho tôi một lần không? Âm thanh mềm mại này giống như một loại thuốc gây mê hiệu quả. Để cho đầu óc cố thập nhất có chút vo ve. Không nghe lệnh gật đầu. Nhẹ nhàng cúi mặt. Nhưng ngay khi điều gì đó tuyệt vời sắp xảy ra. Tai nạn đã xảy ra xảy ra bị một vết chảy xước sắc nhọn của chiếc xe máy. Thập nhất xin lỗi, tôi quá bất cẩn, không bị thương phải không? Thập nhất anh chảy máu, tôi sẽ gọi 120 ngay bây giờ. Đêm như khói hoảng loạn nghĩ đến cấp cứu, trong khi đỡ anh ta, cô ấy nhấc điện thoại lên và gọi điện thoại. Sợ hắn xảy ra chuyện gì, như khói không cần đến bệnh viện. Tôi tự làm được. Không, tất cả đều chảy máu, làm sao có thể không đến bệnh viện? Đừng nhúc nhích. Để vết thương không mở rộng, 120 sắp đến rồi, câu chuyện cũng bất đắc dĩ. Lúc này Diệp Như Yên khuyên thế nào cũng không khuyên được. Ngay sau đó xe cấp cứu đến. Nhưng khi nhìn thấy vết thương chảy máu, mấy bác sĩ, tất cả đều nhìn những câu chuyện với đôi mắt đáng kinh ngạc, đêm mưa như khói, vết thương này vẫn cần sơ cứu. Không có cách nào, bệnh viện đều thuộc sở hữu của tập đoàn chợ đêm, chỉ có thể để cho vị đại tiểu thư này thôi, một tiếng rưỡi nữa. Đã 11 giờ rồi, thập nhất uống thuốc không? Bạn có khát không? Bạn muốn uống nước không? Muốn ăn táo không? Lạnh không? hãy để ý đến tôi được không không cần đâu bạn nghỉ ngơi đi